Ngày 24 chiếc đũa phép. Đã bao giờ bạn ước mình có một chiếc đũa phép chỉ cần vẫy nhẹ một cái là có thể giúp đỡ được những người mình yêu thương? Phương pháp nhị màu ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn sử dụng chiếc đũa phép thực sự của cuộc sống. Hãy giúp đỡ người khác khi thực sự muốn giúp đỡ ai đó, bạn sẽ có được một sức mạnh rất là lớn. Năng lượng sẽ tập trung theo định hướng của ý chí, và vì thế nếu bạn định hướng được năng lượng thông qua lòng biết ơn để đến với một người nào đó trong một hoàn cảnh nhất định thì năng lượng sẽ đến chính xác nơi đó. Lòng biết ơn là một thứ vô hình nhưng nó lại có sức mạnh thực sự. Và khi nó kết hợp với năng lượng từ mong muốn của bạn, khi ấy bạn sẽ giống như có một chiếc đũa phép. Nếu bạn có người thân, người bạn hay một ai đó đang bị bệnh hoặc là lâm vào cảnh túng thiếu, khó khăn trong cuộc sống, đang gặp đau buồn về chuyện tình cảm hoặc là áp lực về tinh thần, thì bạn hãy sử dụng sức mạnh vô hình của lòng biết ơn để có thể cảm nhiệm về sức khỏe, tiền tài và niềm vui cho chính họ. Để vẫy chiếc đũa phép và cải thiện tình hình sức khỏe của một ai đó thì bạn hãy tưởng tượng rằng sức khỏe của họ đang dần dần hồi phục, và bạn nói từ nhiệm màu cảm ơn và thành thật vui mừng như thể là bạn đã nhận được tin họ khỏe mạnh trở lại. Để vẫy chiếc đũa phép và cải thiện tình hình tài chính của người mà bạn yêu quý thì bạn cũng sẽ thực hành theo phương pháp nhiệm màu tương tự. Hãy biết ơn như thể bây giờ họ đã có được tất cả cái số tiền mà họ cần, và tưởng tượng rằng tình hình tài chính của họ đã được khôi phục như thể sự việc này đã được xảy ra rồi. Và bạn sẽ nói từ cảm ơn, và bạn sẽ nói từ nhiệm màu cảm ơn vì bạn đã nhận được một tin tức tuyệt vời, như thể việc này đã xảy ra rồi. Và bạn sẽ nói từ nhiệm màu cảm ơn vì bạn đã nhận được tin tức tuyệt vời. Nếu một người bạn của bạn cũng đang gặp tình huống khó khăn, mặc dù bạn không biết đó là khó khăn gì, thì cũng hãy thực hành theo phương pháp tương tự như trên. Ngày hôm nay bạn sẽ chọn ra 3 người mà bạn yêu quý, những người đang thiếu thốn về mặt sức khỏe, tiền bạc hay là hạnh phúc, hoặc là cả 3 điều trên. Bạn hãy tìm lấy một tấm ảnh của mỗi người và đặt tấm ảnh đó trước mặt. Khi bạn sử dụng phương pháp này, bạn sẽ cầm trên tay tấm ảnh của người đầu tiên, sau đó nhắm mắt lại và trong vòng 1 phút hãy hình dung ra rằng họ đã nhận được tất cả những điều mà họ mong muốn, bất kể là điều gì. Và trên tay của bạn vẫn đang cầm tấm ảnh, hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn 3 lần thật là chậm rãi. Cảm ơn vì người đó đã lấy lại được sức khỏe, tiền tài, hạnh phúc, hoặc là cả 3, hoặc là bất kỳ điều gì. Phương pháp nhiệm màu ngày số 24, chiếc đũa phép. Bước 1, cảm thấy mình thật biết ơn. Viết ra danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn. Bước số 2, hãy chọn ra 3 người bạn yêu quý, cái người mà họ đang thiếu thốn về mặt tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc. Hãy follow kênh của Thảo để cùng thực thi phương pháp nhiệm màu ngày tiếp theo nhé. Thảo chúc các bạn thành công.